Chúng ta cũng đã trải qua nhiều video nói về tần số rung động rồi phải không nào? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhận biết 3 dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang đi đúng hướng và tần số rung động của bạn đang tăng lên mỗi ngày. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng điểm lại các phương pháp để nâng cao tần số rung động của bạn nhé. Những cách thức để nâng cao sự rung động của bạn. 1. Lòng biết ơn. Lòng biết ơn là một trong những cách nhanh nhất để gia tăng sự rung động của bạn. Bạn không thể cảm thấy sợ hãi, ghen tị hay tức giận trong khi đang bày tỏ lòng biết ơn của mình, bởi chúng không thể diễn ra cùng một lúc. Hơn nữa, khi bạn thường xuyên thực hành lòng biết ơn, những rung cảm thấp sẽ dần dần bị thay thế bằng sự rung động cao hơn, tốt đẹp hơn. Những đức tính tốt lành cũng sẽ từ từ tràn ngập tâm hồn bạn. 2. Tình yêu thương. Hãy sống và trao tình yêu thương của bạn đến muôn loài cỏ cây, hoa lá, muôn thú và yêu thương tất cả mọi người. Tình yêu thương là một trong những trạng thái rung động cao nhất và nó có sức mạnh để tăng mức năng lượng rung động của bạn lên rất nhanh. 3. Sự hào phóng. Mỗi khi bạn trở nên keo kiệt hoặc tham lam vì bất cứ lý do gì, ngay lập tức sự rung động của bạn sẽ bị tụt giảm và bạn sẽ cảm thấy tồi tệ. Bất cứ điều gì mang lại cho bạn hạnh phúc như tiền bạc, của cải và vật chất, hãy san sẻ chúng cho mọi người. Cho đi cũng có nghĩa là sẽ nhận lại. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bởi những người được bạn san sẻ đang hạnh phúc. Sự rung cảm hạnh phúc của họ dưới hình thức năng lượng rung động đang lan tỏa đến bạn. Đây là điều kiện để gia tăng sự rung động của chính bạn. 4. Thiền định và kỹ thuật thở có ý thức. Càng có nhiều trải nghiệm chân thật hơn thì cấp độ của ý thức sẽ càng cao cấp hơn hay rung động cao. Do đó, khi bạn rèn luyện bản thân mình để hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại, bạn sẽ cộng hưởng một cách hài hòa hơn với chân ngã. Quá khứ và tương lai chỉ hiện diện trong tâm trí của bạn, nhưng chân ngã thì hiện hữu trong thực tại. Thiền định và kỹ thuật thở có ý thức một cách chánh niệm cũng làm lắng dịu hệ thần kinh, cải thiện tâm trạng của bạn và mang lại cảm giác thanh thản hơn. Tất cả các tính chất rung cảm cao rất có lợi cho trạng thái ý thức của bạn. Thực hành tinh thần này sẽ giúp gia tăng mức độ rung động của bạn một cách nhanh chóng. 5. Tha thứ. Nếu bạn có thể buông bỏ sự hận thù, oán giận hoặc trách móc để hướng tới sự tha thứ, bạn sẽ giải phóng mức năng lượng thấp hơn này để chuyển biến lên mức năng lượng rung động cao. Hãy ghi nhớ điều này và thực hành nó thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Từ bài thơ Sử Thi Mahabharata của Ấn Độ có nói, con người nên tha thứ cho dù bị bất kỳ tổn thương nào. Người ta tin rằng, loài người tiếp tục tồn tại là bởi con người biết tha thứ. Tha thứ là sự thánh thiện, bằng sự tha thứ mà vũ trụ được gắn kết với nhau. Tha thứ là sức mạnh phi thường. Tha thứ là sự hy sinh. Tha thứ là sự thanh thản của tâm hồn. Tha thứ và hòa nhã là phẩm chất của người bình tĩnh. 6. Sử dụng thực phẩm rung động cao. Tất cả mọi thứ bạn hấp thụ đều là năng lượng prana hoặc năng lượng sống. Nếu bạn ăn nhiều thực phẩm chứa năng lượng chết dưới dạng thịt, thức ăn chiên hoặc thực phẩm chế biến sẵn, mức năng lượng rung động của bạn sẽ suy giảm. Bằng cách ăn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, nhiều prana như trái cây và rau quả hữu cơ, cơ thể bạn sẽ hấp thụ những thứ này theo đúng nghĩa đen. Chúng sẽ khiến cho cơ thể bạn trở nên nhẹ nhàng, sôi nổi và đầy sức sống hơn. Thức ăn có độ rung động cao sẽ làm cho mức rung động của bạn cao hơn. 7. Loại bỏ rượu và các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Rượu là chất gây suy nhược cơ thể và tâm trí. Đồng thời, nó làm giảm sự rung động của bạn. Nếu bạn đang hướng tới một lối sống lành mạnh thì nên hoàn toàn tránh xa rượu và các chất gây nghiện khác. 8. Suy nghĩ tích cực. Bạn nghĩ như thế nào, bạn sẽ trở thành như thế. Mỗi ý nghĩ của bạn sẽ tạo ra tương lai của chính bạn. Những ý nghĩ xấu xa sẽ thu hút những rung động thấp kém cùng những điểm xui xẻo. Những ý nghĩ tốt đẹp sẽ đem lại những rung động thanh cao và những điều may mắn cho cuộc sống của bạn. Suy nghĩ tích cực chính là bí quyết để bạn gia tăng sự rung động của mình. 9. Thưởng thức âm nhạc, TV, sách báo và phim ảnh có độ rung động cao. Năng lượng prana không chỉ giới hạn trong thực phẩm bạn ăn mà nó còn bao gồm mọi thứ bạn thưởng thức. Hãy chắc chắn rằng việc giải trí của bạn có độ rung động cao và khiến bạn cảm thấy phấn chấn hơn thay vì bị cạn kiệt năng lượng. Liệu bộ phim hành động bạo lực đó có thực sự làm tăng mức tâm trạng của bạn hay nó góp phần vào sự lo lắng của bạn?
Có phải âm nhạc bạn nghe bao gồm những từ ngữ đầy bạo lực hoặc rung động thấp? Vì vậy, hãy tìm kiếm những cuốn sách, bộ phim hay chương trình TV nào đem lại cho bạn những kiến thức, sự vui vẻ và sảng khoái. 10. Bao quanh bản thân bạn bằng vẻ đẹp. Hãy chắc chắn rằng môi trường xung quanh ngôi nhà và nơi làm việc của bạn phản ánh vẻ đẹp, niềm đam mê và lòng nhiệt huyết đối với cuộc sống. Ánh sáng phù hợp có thể có tác động đáng kể đến năng suất làm việc và tâm trạng của bạn. Hãy treo các tác phẩm nghệ thuật truyền cảm hứng cho bạn. Sử dụng những màu sắc nào để giúp bạn bình tĩnh và cảm thấy bản thân mình khỏe lại, giảm bớt sự lộn xộn và tạo thêm không gian cho sự ngăn nắp và sáng sủa. Môi trường xung quanh bạn có ảnh hưởng lớn đến cách bạn cảm nhận thế giới nội tâm và cuộc sống bên ngoài của mình. 11. Đi dạo ngoài trời. Hãy tập thể dục ngoài trời như đi bộ. Hãy để cho ánh nắng mặt trời bừng sáng trên khuôn mặt bạn và bạn được kết nối lại với mẹ thiên nhiên. Ngay cả khi chỉ dành vài phút đi dạo ngoài trời với chánh niệm cũng thay đổi hoàn toàn tâm trạng của bạn. 12. Hãy chắc chắn rằng các mối quan hệ của bạn có rung động cao. Điều cuối cùng, bao quanh bản thân bạn bởi những người sẽ nâng bạn lên thay vì kéo bạn xuống. Hãy tránh xa những người hay ích kỷ, ghen ghét, thù hận. Chỉ dành thời gian với những người khiến bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Những người tin tưởng vào bạn và quan tâm đến việc cùng cộng hưởng tần số cao giống như bạn. 3. Dấu hiệu cho thấy tần số rung động của bạn đang tăng lên trong hành trình giác ngộ. Khi bạn tiến bộ trên hành trình thức tỉnh tâm linh của mình, bạn sẽ tăng tần số rung động của năng lượng cơ thể. Mỗi lần những rung động tăng lên, con đường tiến tới giác ngộ càng gần. Đích đến cuối cùng trên hành trình tâm linh của chúng ta. Nhưng không có bảng điểm hay thước đo nào để chúng ta có thể kiểm tra sự tiến bộ ấy. Để biết rằng bạn đang đi đúng hướng, phải chú ý đến mức năng lượng của mình và xem xét các dấu hiệu cho thấy sự rung động của bạn đang tăng lên. Sau đây là 3 dấu hiệu giúp bạn nhận biết về sự tăng trưởng tần số. 1. Cảm nhận được năng lượng từ người khác. Có những tác động hữu hình của sự rung động tăng lên trong cách bạn cảm nhận năng lượng của người khác. Đầu tiên, bạn bắt đầu nhận thấy rằng mình nắm bắt được cảm xúc của người khác mạnh mẽ hơn. Đây là sự gia tăng sự đồng cảm, khả năng thấu hiểu và trải nghiệm cảm giác của người khác. Thực tế là bạn đang cảm thấy năng lượng hào quang của người khác mạnh mẽ hơn và có khả năng xác định tốt hơn những cảm xúc gắn liền với các mẫu năng lượng cụ thể. Bằng cách tăng độ rung, chúng ta đã đạt được khả năng nhận dạng trực quan này. Bạn cũng trải nghiệm sự đồng cảm mạnh mẽ hơn nhiều trong các kết nối tâm linh của mình. Mọi giác quan trở nên nhạy cảm hơn với những cảm xúc theo mọi cách. Đối với các kết nối mạnh mẽ, điều này có thể có nghĩa là sự gia tăng khả năng ngoại cảm và giao tiếp phi ngôn ngữ. Bạn cũng cảm thấy tình yêu mạnh mẽ hơn, do luân xa trái tim được mở ra nhiều hơn và nhận được một dòng năng lượng tăng lên. 2. Phát ra năng lượng của chính bản thân. Bạn cũng sẽ nhận thấy những người khác phản ứng nhiều hơn với năng lượng từ mình. Hào quang của bạn đang tăng lên về sức mạnh và kích thước. Bạn có thể thấy điều này có ảnh hưởng tới mọi thứ xung quanh. Thế giới quan tâm bạn nhiều hơn. Có thể thấy lời nói của mình có trọng lượng. Người khác muốn lắng nghe những gì bạn nói. Trẻ em vui vẻ khi thấy bạn. Và thậm chí động vật cũng trở nên thân thiện hơn. Chúng đang cảm nhận nguồn năng lượng tích cực và phản ứng mạnh mẽ với nó. Năng lượng này cũng sẽ trở nên yêu thương hơn trong tự nhiên. Bạn trở nên dễ dàng để yêu cuộc sống, yêu người và yêu chính chúng ta. Tình yêu là cảm xúc chính, là thứ nắm giữ quyền lực nhất trong cuộc sống của chúng ta. Năng lượng tình yêu là lực hấp dẫn toàn vũ trụ này. 3. Buông bỏ. Cuối cùng, bạn sẽ nhận thấy việc bỏ đi những thứ không quan trọng trong cuộc sống là cần thiết. Để tiến bộ trên hành trình tâm linh, chúng ta phải loại bỏ hành lý đã từng tích lũy như người bình thường khác. Thông thường, chúng ta bị mắc kẹt và rơi vào lối mòn. Đó là bởi vì chúng ta đang nắm giữ quá nhiều thứ từ quá khứ vô nghĩa hoặc không có mục đích nữa. Điều này có thể cảm thấy đáng sợ lúc đầu. Nhưng một khi bạn đã tự chút bỏ gánh nặng của hành lý cũ, bạn có xu hướng cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc khi những rung động đưa bạn đến gần với sự giác ngộ. Vì vậy, đó là những dấu hiệu cho thấy rung động của bạn đang tăng lên. Nếu bạn nhìn thấy những dấu hiệu này thì bạn biết rằng bạn đang tiến bộ rất tốt trên hành trình tâm linh của mình. Đừng quên like, chia sẻ video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.